Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một cái homestay rất là đẹp và mình rất là yêu thích mỗi khi tới Đà Lạt nhé. Cái homestay mình dẫn hôm nay tới các bạn có tên là The Wilderness, một cái homestay nằm ở giữa rừng thông, được bao bọc bởi xung quanh là đồng cỏ. The Wilderness thì bây giờ càng ngày càng nhiều bạn biết tới bởi vì đây là một nơi rất là đẹp và thơ mộng, trữ tình và được in dấu trong MV Ai Khóc Nỗi Đau Này, bác sĩ Bảo Anh. Thì cái homestay này có giá từ 300 ngàn cho tới 1 triệu rưỡi một đêm với ba loại phòng. Một cái là phòng chung với nhau thì 300.000 một giường thì phải. Còn cái phòng 1 triệu là cái phòng ở phía trên, nó không private. Còn cái phòng mắc nhất cái giá là 1 triệu rưỡi thì có một cái view rất là tuyệt đẹp, nằm nhìn thẳng xuống thung lũng luôn. Thì cái vị trí ở đây là cực kỳ đẹp, nằm ở giữa rừng thông, được bao bọc xung quanh bởi đồng cỏ. Thiết kế cầu thang cực kỳ là ấn tượng và rất thích hợp cho các bạn sống ảo và cũng như là trải nghiệm cái hương vị thiên nhiên. Nhưng mà ông mất bình tĩnh rồi. Đây này, bọn nó định dụ mình, nó bắt mình nằm ngủ đất các bạn ạ. Bọn mấy con quỷ. Đây, mấy con quỷ đây, đây. Oh man, nghĩ sao mình ngủ đất trời. Ức chế, sói máu này, đang tính là sang ngủ đom ấy chứ. Đời bất công các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái phòng ngủ của mình. Đây. Đấy, xung quanh đây. Phòng ngủ này nó khá là bất tiện khi mà đáy ỉa nó đều kiểu giống như là bạn nhìn thấy hết ấy. Ở đây. Vị trí đẹp và đặc biệt là thiết kế rất là ấn tượng. Buổi sáng ở đây thì phong cảnh rất là hữu tình và đến đắm say lòng người. Nhưng mà ở đây cũng có một số điểm mà mình không thích, thì đó là hơi ồn ào vì ban ngày các bạn có tới chụp hình cũng như là mua nước ở đây. Thứ hai đó là cái cách âm của cái nơi này nó không tốt cho lắm. Ví dụ như bạn đi cùng với nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi thì những cái lúc mệt mỏi thì nó lại không có được yên tĩnh cho lắm. Ngoài ra thì cũng hơi xa thành phố một chút xíu, cách trung tâm Đà Lạt khoảng có 7 km, nhưng khi mà các bạn đi chơi về tối hay đi ăn về thì nó cũng khá là bất tiện và cũng hơi sợ một xíu. Không gian ở đây thì nhỏ, ấm cúng xinh xắn thì giúp cho các bạn cảm giác như là đang ở nhà ấy. Và đặc biệt ở đây nhân viên ở đây hết sức là thân thiện ha. Nhưng mà nếu mà các bạn đi tới đây thì nhớ liên hệ và đặt phòng trước nha, vì ở đây thường xuyên là hết phòng ấy. Thì hy vọng các bạn có một cái chuyến trải nghiệm là thú vị tại The Wilderness.